Công ty Tử Anh Nguyễn, công ty Alo Anh Nguyễn xin trọng kính chào đến cả các bác, cả anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay buổi sáng ngày 11 tháng 5 năm 2018, nhiệt độ ngoài trời lúc này theo cục thủy báo khí tượng thủy văn báo là 28 độ, nhiệt độ rất là cao. Bắt đầu vào mùa hạ, cái nắng chói chang sẽ đổ bộ về trên khắp cả nước. Các bác có kế hoạch tắm điều hòa quạt để xua tan đi những cơn oi bức cũng như là rất cao của một mùa hạ. Thì buổi sáng hôm nay anh sẽ tiếp tục được thực hiện nhiệm vụ của mình, đó là ghép và test một bộ âm thanh cao cấp, hiện đại, chi tiết, công phu, đẹp cả về hình thức và nội dung. Hình thức đó là những thiết bị âm thanh nổi tiếng, nội dung đó là chất âm mà đã để đời, đáng để chơi và làm rung chuyển rất nhiều trái tim đam mê ca hát, không những ở Việt Nam mà cả thế giới. Thì bộ hát này Thanh Nguyễn sử dụng gần như là mới 100%. Thiết bị nhất là một chiếc máy hai đầu view nổi tiếng là viên ngọc bên đông, tỏa sáng trên mọi dàn hát, đồng thời là kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi thời đại. Nó có nhiệm vụ là nâng cho tiếng trống sâu chắc tròn gọn, tiếng chắc sóc rách nhẹ tan biến. Chiếc máy hai đầu view đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được cho dân Việt Nam chúng ta và những người đam mê ca hát. Thiết bị thứ hai vẫn giữ một vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của dòng mic, đó là mic xua của chính hai la mã gọi ông lớn trong ngành ca hát, đã chiếm ngưỡng được rất nhiều những người đam mê ca hát. Nó cho giọng ca thanh thoát, ấm trầm, không bị gắt, dày dặn ở giọng bass và cao sáng ở giọng cao, ngọt ngào ở giọng trung. Thì mic xua này đã trở thành một thứ không thể tách biệt được trong bộ karaoke. Thiết bị thứ ba đó là một chiếc lọc Davis 2231 để gọi lọc gấu trong ngành âm thanh. Nó có nhiệm vụ trải chuốt các trở lời âm thanh ra một cách chi tiết, uy lực, sâu sắc, loại bỏ tất cả các tạp âm thanh từ thiết bị ngoài đưa đến. Thiết bị thứ tư đó là chiếc vang số VOCX12 có một vòng côn thể hiện sự cao quý mỹ miều, đồng thời có mùi thơm quyến rũ, đẹp về hình thức và nội dung. Xử lý tiếng mic rất là bay bướm, chống lưỡi cao, ngọt ngào, đi vào sâu echo tốt và tiếng nhạc chi tiết có thể luồn lách được vào mọi loa và xử lý tất cả thành phần âm thanh xấu để đưa ra một âm thanh bác học, chuyên tâm và đáng để đời. Cuối cùng là chịu toàn bộ các hệ thống ở trên dồn xuống, đó là cục đẩy CA sao CA 2900 hai cửa stereo, mỗi một cửa là 900W đánh nội trở 8 ohm và 1300W đánh nội trở 4 ohm. Cục đẩy xe sao, cục đẩy mới tinh nhập khẩu nguyên khối trước từ công ty xe sao Việt Nam đứng theo bảo lãnh và được Bộ Công an can thiệp, được nhập khẩu trực tiếp ở Đài Loan, chạy MOSFET công nghệ mới tinh, công nghệ KH, bảo hành 1 năm tháng đầu lỗi đổi mới. Và hành viên ghép hai đôi đoạn đầu gấu đó là EDC đã quá nổi tiếng trên thị trường Việt Nam. Bát 30, gân dầu lụa, check and etan, đồng từ Senator và có mạch phân tần MOSFET bảo vệ loa check rất là tuyệt vời. Và anh Nguyễn ghép một loa nổi tiếng đó là Sui, sử dụng một loa 2 bát 25, một chung và hai tép. Thì tổng cộng hai loa thành 3 loa, mua 2 được 3 loa cho chống hết sức là sâu lắng, ấm áp, uy lực. Tiếng check trong danh là tan biến trùng ngọt ngào nhất. Bác hãy nghe tay phone và thưởng thức. Thì bộ hát này anh Nguyễn sẽ ghép cho anh Lam có địa chỉ là An Dương, Hải Phòng. Thì các bác ở Hải Phòng đã mua nhà anh rất nhiều và rất tin tưởng vào khả năng phối hợp, cách ghép lối cũng như là cắt các tần số xấu. Thì anh Nguyễn rất vui mừng và được các bác tin tưởng. Hải Phòng là một trong những đất mà nói về biểu tượng hoa vàng đỏ và nói về đất nước âm thanh là có rất nhiều đặc biệt. Nhưng các bác vẫn ủng hộ anh Nguyễn bằng những bộ hát, bởi vì bác nghiên cứu trên rất nhiều các kênh nhưng thấy anh Nguyễn là một công ty có năng lực phối hợp cân chỉnh vang số hàng đầu Việt Nam tại điểm bên anh, luôn luôn cho chất âm hết sức sâu sắc tuyệt vời, dễ hát dễ nghe. Có thể khi bác sử dụng bộ hát này không hay, hát không hay thế hay, chưa thành ca sĩ sẽ làm được ca sĩ, không một ngày thì 2 ngày, không 2 ngày một năm, không 2 năm thì có thể 15 năm, vân vân, thì có thể trở thành ca sĩ. Hơn nữa các bác sẽ vững hơn về vấn đề hát karaoke, này vừa nghe nhạc vừa hát ca. Và tiếp theo anh Nguyễn sẽ test một ca khúc về karaoke để các bác cùng cảm âm. Thì nghe một đoạn thông lời nhá. Tiếng bass rất sâu. Thank you.
nó chi tiết một độ từ chân tông cái tóc của hệ thống quang. Các bác có nhu cầu về lắp đặt các loa gia đình hãy liên hệ với anh Nguyễn trên số điện thoại 0936 553 110, có khả năng lắp các bộ hát gia đình, phòng hát kinh doanh và sự kiện. Chuyên nghiệp đẳng cấp hiện đại, anh Nguyễn kết hợp với Mula Sui dùng 2325 bổ sung vào 2 tép rồi RSC máy Mỹ bát 30 trên kẻ titan với một bộ ngoài một cung đẩy xe A 2900 cung đẩy công nghệ Grab và sử dụng đèn trường, một chiếc băng số POGX 12 màu vàng gold, một chiếc lọc CBX 2231, một chiếc mic chuông gói 92 là mã ông lớn nhà hát và một chiếc hai đôi view nổi tiếng của Việt Nam. Kết hợp tất cả đơn vị lại với nhau để tạo lên một tác phẩm âm thanh rẻ đòi, đáng để chơi, đáng để nghe và đáng để hát. Một ca khúc cho mỗi đồng nghiệp.
về người ta phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chúng tìm. Tôi vẫn còn tôi là vậy thôi. Đem tình yêu hiến dâng trong người hè. Xin cảm ơn ca sĩ Thành Nguyễn rất nhiều. Quá tuyệt vời.